anh con rớt. Cái gì đó? Thôi, nè. Trời ơi, nó làm rớt mấy ngày. Này, này nghe chưa? Thôi anh bỏ đi, trời ơi, nó đang bệnh mà. Để bệnh cái gì? Để em la nó, để em la. La cái gì? Phải đánh nó, trong nhà này phải có tôn ti trật tự đàng hoàng chứ. Ba. Gì con? Ăn miếng gà đi, quýnh cho nó sung. Trời ơi. Hả? Sao là em con đó? Ba dạy nó mà sao xuống mà đánh nó là sao? Trời đất ơi, sao quýnh con vậy? Mẹ ơi, mẹ hay quá rồi, đánh thôi đi. Mày đánh tao mà chưa hay. Đã nói là không có được đánh con mà. Mẹ ơi, ba đánh con. Phê nha, xin lỗi ha, mày đánh tôi uống cà phê. Tôi nói thiệt với bà ha, gì? Cha nó chả chơi chẽn hết miếng luôn á. Trong khi bà mới gặp à, chưa có quen biết ít giác gì chứ. Tự nhiên mời bà đi uống cà phê à. Thì bà nói vậy chứ, nhiều khi ông mời lơi, ông lịch sự á, hiểu không? Mình mới uống thôi. Mời lơi cái gì mà mời lơi, tại sao bao nhiêu người ông không mời, tôi ông không mời, mà ông mời bà. Ông này ông đúng chơi chẽn luôn á. Trời ơi, tôi nghe ông nói tôi mắc cười quá. Người đẹp đẹp, mới nhìn người đẹp tôi đứng hình. Xin lỗi, ông ta nói nè, xin lỗi chị không nổi. Nhưng mà tôi nói bà nghe nè, công nhận bà bốc lửa thiệt. Tình tuổi này á hả, mà còn đàn ông đeo đuổi á, tôi ngưỡng mộ bà lắm đó. Trời bà ơi, nói người đàn ông đeo đuổi tôi nổi với gã trơn trọi nè. Nè. Ủa, con mới về hả? Dạ. Bộ để quên gì sao về sớm vậy? Dạ đâu có đâu. Dạ chào cô. Chào con. Dâu tôi. Bạn học yoga với mẹ. Dạ, con biết mà. Ừ. Gì vậy? Mẹ. Cái gì? Có trai theo đúng không? Bậy bạ trai theo đâu mà trai theo. Cái lực này là có chắc luôn. Bậy bạ ai nói vậy? Không có. Có không cô? Đúng rồi. Nè nè nè, nói cho con nghe nè, cái ông học yoga chung mẹ con á, ông để ý mẹ con. Trời, mỗi ngày ông cứ nói mời mẹ con đi uống cà phê không à. Thôi bà ơi, trời bà ơi, không mà nói chuyện tào lao đừng có nghe bà. Có đâu, trời ơi. Có. Mà trời ơi, nói bậy bạ con dâu tôi nó cười bây giờ. Đúng rồi. Đâu gì đâu, mình bốc lửa mà, đúng không? Con nhiều khi con nhìn mẹ con còn thèm. Nhìn bốc lửa lắm luôn á. Mẹ. Hả? Hãnh diện lên. Mình là phụ nữ, tuổi của mẹ mà còn bốc lửa như vậy mà. Hãnh diện lên, có gì đâu mà mắc cỡ. Ok. Đúng rồi. Mẹ. Chiều nay uống cà phê với con nha. Thấy chưa? Bà nói chi có con dâu tôi nó chọc, nó ghẹo tôi thấy chưa? Nó ghẹo gì thì nói đúng thôi chứ có chuyện gì đâu mà ghẹo. Thì ba con bốc lửa nó, ba con bốc lửa, có vậy thôi. Bà không hiểu gì hết trơn trời á, trong cái nhà này nè. Trời ơi, tôi với nó không có thuận nhau. Bốc lửa gì, tôi già rồi sao tôi đẹp bằng nó. Mà nó mẹ bốc lửa, nó ghẹo tôi đó. Trời, mấy bạn qua tới tận đây luôn hả? Anh chụp tấm hình thôi. Rồi, một tấm thôi nha, tôi sắp vô lớp rồi đó. Chụp đi. Ok, thôi tôi vô lớp nha. Anh Mận. Ê, tôi chụp được nè, trời anh đẹp trai lắm. Ủa, đẹp trai. Gửi cho tôi đi. Nè, mấy đứa. Dạ. Sao giờ này tụi em chưa lên lớp mà đứng đây cười giỡn là sao? Dạ, em ở bên trường khác không cô? Ủa đúng rồi, đây là phải đồng phục trường mình. Dạ. Ủa mà tụi em qua đây làm chi? Dạ, em qua xin chụp chung với anh Mận tấm hình đó cô. Dạ. Em thích ảnh lắm ạ. Dạ. Em không mỏi anh đẹp trai lắm cô. Anh Mận đẹp trai lắm ạ. Đi về. Dạ, em chào cô. Ô, cả nhà vui. Trời đất ơi, cái gì hết trời. Trời đất cứ người đi nằm đâu ngủ đó gì. Môi phù. Trời ơi. Bà ơi, bà. Dậy đi, ngủ cái gì ngủ kỳ vậy? Nè, có buồn ngủ vô phòng ngủ chứ ai nằm vậy? Trời ơi, dặn người. Ôi, nói vậy, chú nãy giờ chú ngủ ngoài này hả? Cái gì nữa? Trời ơi, ngồi sao ngủ quên nào không hay nữa. Ngủ gì kia cũng chỉ phòng ngủ chứ. Thì từ từ chứ, ông nói vậy cũng la. Trời ơi. Ơi, ơi. Ok, coi kìa. Nhìn kìa, mình mấy quần áo đầu tóc bu xù. Tóc bu xù thì vuốt rồi nó bình thường có gì đâu vậy cũng nói nữa. Khó chịu quá. Trời ơi, tình quá à. Nó ăn nói cho kỳ ta. Thiệt là tướng tá này thì như đàn ông ăn nói phụ nữ không thấy mà thấy vô duyên quá trời. Trời ơi ba đừng nói vậy nha. Mẹ con nhìn ngon lắm đó. Ngon sao? Có người thích mẹ chứ bộ. Thích. Cái gì? Em nói thiệt.
con nói sao chứ ai thích người gì như học mít thì thích đi. Không dám đâu, ở trong lớp yoga của mẹ có cái ông đó hả, mê mẹ lắm. Suốt ngày khen mẹ trẻ nè, mẹ đẹp nè, thân hình bốc lửa nè, rồi rủ thầy đi uống cà phê. Trời đất ơi, ông nó chắc ông thích ăn hột mít của ba rồi. Trời đất ơi, ai người đời mà cái bả nhìn bả như trời đất ơi tròn quay rồi. Người gì đâu mà thấy đâu có cái gì phụ nữ đâu mà mời uống cà phê. Không dám đâu nha, ba nhìn kỹ đây đi. Tại ba hả, suốt ngày ở chung với mẹ nên ba không thấy được cái sự hấp dẫn của mẹ. Còn người lạ người ta nhìn vô, người ta thấy liền cái sự hấp dẫn đó. Da dẻ mẹ trắng mịn nè, đúng không? Hồng hào nè, thân hình vẫn còn quyến rũ, đúng không anh? Đúng rồi ba ơi, cẩn thận nha ba. Đừng để một ngày nào đó ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người. Úi, chấp luôn. Cha nào mà nó đuôi rồi, không thấy đường, mắc mờ rồi à, mới đụng vô bà. Thôi, công tâm đi. Còn ngon lắm đó. Công tâm đi, nhìn nhận đi nha. Một điều đặc biệt, mấy ông thầy yoga không biết bấm nguyệt nha. Đúng rồi. Ông bấm ngay một cái nguyệt sụi của mẹ, một cái mẹ sụi theo ổng luôn là xong đó. Con nói cho ba nghe. Mấy bà biết không, còn chồng tôi á, ổng sợ nhất á, là một là mẹ ổng, hai là tôi nè. Trời đất ơi, ghê dữ vậy đó hả? Sợ hết hai người phụ nữ hả? Dạ. Chào các chị. Chào. Ủa, sao hôm nay về sớm vậy? Có chuyện gì không? Không có gì, các chị cứ tự nhiên nghe. Dạ, tôi vô bếp chút. Lấy xíu đồ. Sao kể tiếp chồng bà coi. Chưa. Ông à, ông làm gì nhìn tôi dữ vậy? Không có gì. Đừng có nói vậy nghe, đụng chạm nghe, sói ca của lòng tôi đó. Tao đưa mẹ coi. Trời đất ơi, gần 40 độ luôn. Sốt rồi nè, thấy chưa? Hay lắm. Bài đặt làm anh hùng đồ ha. Lướt dáng đồ, phơi nắng phơi sương đồ ha. Mẹ phải tại tâm dáng đâu mẹ. Thôi đi, ở nhà mua đồ về vận động, không chịu vận động trong nhà đi. Đi ra ngoài đường chi đầu trần, rồi bệnh hoạn, rồi về đây rồi gia đình lo chứ ai lo. Mua ba cái này về bây giờ để móc meo hết rồi có thấy tập luyện đâu. Bà nói gì cho mất công bà. Nó cố tình làm vậy mà. Anh nói cái gì hả? Thì đó ba không biết hả? Bây giờ tụi con gái ngoài đường á đang điên lên gì nó. Làm sao? Thì hả, nó suốt ngày nó cứ trượt dáng vậy nè, xong rồi nó làm vẻ cool ngầu á cho mấy tụi con gái thích nó, làm vẻ xoái ca á. Chứ mà là mấy tụi con gái thất vọng là không có thích nó nữa. Cái gì đó? Thôi con. Tập sách tụi quan như vậy hả? Anh con đó. Cái gì đó? Trời ơi, nó làm rớt miếng ăn. Này, nghe chưa? Thôi anh bỏ đi, trời ơi, nó đang bệnh mà. Bệnh cái gì? Để em la. La cái gì? Phải đánh nó, trong nhà mà này phải có tôn ti trật tự đàng hoàng chứ. Ba. Thôi gì con? Ăn miếng gà đi, quýnh cho nó sung. Trời ơi. Hả? Sao là em con đó? Sao? Ba dạy nó mà sao xuống mà đánh nó là sao? Trời đất ơi, sao quýnh con vậy? Mẹ ơi, mẹ hay quá, đánh thôi đi. Mày, 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 mày